dạ. Hello, chị Minh Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị cô chú anh chị nha. Giờ lắm khi yêu ai tim dài hờ, giờ lắm tình chưa thấy đã vội bay, tình anh đó luôn nóng cháy vẫn yêu em như ngày xưa, người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em, giờ lắm câu mong chờ lắm từng đêm tối ước mơ mi, tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai, mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, nhớ lì xì chia sẻ cho hai chị Mỹ Linh một lượt chia sẻ nha. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có anh và em rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa, tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Dạ, xin chào các anh chị, hai chị Linh xin kính chào các anh chị, kính chúc anh chị có buổi nghe nhạc thật là vui vẻ với hai chị Linh. Đừng quên lì xì nho nhỏ cho hai chị Linh cùng được chia sẻ nha các nhà ơi. Dạ, xin cảm ơn các chị ạ. And you're ready. Đời có khi yên lành, khi cuồng phong, nhiều lúc trời đã nắng bóng đổ mưa, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa, dòng đời trôi em vẫn yêu anh mãi ngàn năm. Ngày mai cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mình rất là nhiều. Vui lòng cả nhà lì xì chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho hai chị Miễn Linh trong buổi live ngày hôm nay. Chúng ta sẽ rực rỡ hết mức có thể luôn nha cả nhà. Vâng ạ, cảm ơn anh chị một lần nữa. Rồi tới luôn đi cho nó máu chị mình ha. Ok. Lâu quá rồi không hát bài này cho các anh chị mình nghe nè. Cả nhà mình nói ngày nào cũng nghe hết. Cho nên là thôi hai chị Miễn Linh dời đậy khoảng tầm 3 đến 4 ngày tụi em hát một lần cho các anh chị nghe cho đỡ chán nè. Rồi tới luôn. Chia sẻ mạnh mẽ cho hai chị Miễn Linh nha các anh chị. Rồi, thương tới bến hả? Dạ từ từ nha các anh chị. Bây giờ là rồi tới luôn trước đã nha các anh chị yêu. Rồi mình tới bến sau hả? Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý cô chú anh chị của mình rất là nhiều đã yêu thương hai chị em Yến và Linh. Linh như cô dâu hả? Hôm nay có ai nhìn bé Linh giống cô bác sĩ không? Ai bị bệnh gì vô đây em khám luôn nha. Khám miễn phí không lấy tiền hả? Okay. Chỉ cần mua hàng ủng hộ cho em là được. Ai cần được tư vấn về vấn đề sức khỏe cũng như làm đẹp thì hãy vào đây với hai chị Miễn Linh. Hôm nay nhà em có mời bác sĩ nha các anh chị. Hôm nay bác sĩ ngồi đây để mà tư vấn. Nếu mà ai có nhu cầu về bệnh gì thì em có thể tư vấn hết nha. Còn nếu bệnh khùng điên thì em không tư vấn được. Tại vì hai đứa em cũng có sẵn trong người rồi. Thương nhau tới bến à? Yêu cầu quá trời rồi mình chơi luôn đi chứ né hoài đâu có được. Đúng rồi. Mới ai? Trả có 40 à. Ai à? Chị Vi Đoàn. Trời ơi. Nợ em 90 ngàn em đòi mới trả em được có 40 ngàn. Trả 40 ngàn trước cho các anh chị dậm chân trước đó rồi đưa trả trước từ từ tao trả sau. Có trả là còn may đó hiểu không? Thôi để chị lãng quên. Có 90 ngàn mà trả 40 ngàn. Lãng quên đi mà. Không được, cái nào có cái đó. Không, cái gì chứ. Còn 50 ngàn ngày mai là em lên 100 ngàn nữa nha. Cái gì cũng phải có lời đúng không? Lãi mà lãi cắt cổ cái này mà đó. Lãi treo cổ luôn. 50 ngàn ngày lời gấp đôi mà có gì đâu. Quá trời. Hai em dạ. Càng ngày càng xinh đẹp à. Dạ, các anh chị biết sao không? Bán mỹ phẩm sản phẩm nhà em thì tụi em phải càng ngày càng ok hơn. Thì chứng tỏ là sản phẩm nhà em như thế nào thì tụi em mới càng ngày càng xinh đẹp lên. Đó, chứ không lẽ tụi em bán sản phẩm mà càng ngày càng xấu đi thì làm sao mà sản phẩm nhà em chất lượng được dạ, các anh chị rồi. Thì làm sao mà các anh chị mình tin tưởng chỉ để mà sử dụng. Chỉ có là tụi em là không thể nào em không cao lên được thôi chứ các anh chị. Có cái đó là không có được thôi. Tại vì nhà em không có bán cái sản phẩm nào để cao hết trơn á. Để bữa nào bố Trinh sản xuất cái nào dành riêng cho em. Cầm điện thoại lên chụp thì nói làm chi vậy? Dạ cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Ai dám nợ bé Linh hả? Dạ má chị Yến nợ con có 90 ngàn à. Má, trả con 40 ngày mai con lấy 100 ngàn mà không đó. Chịu. Má con em nó lấy con có 50 ngàn lãi một ngày con thì dễ sợ chưa? Con nhiêu? Thân chị ốm yếu gầy gò lấy tháng. Con nhiêu đâu? Lấy một ngày 50 ngàn quá trời quá đất. Dầu Ngọc cảm ơn chị gái. Nhớ là những anh chị nào đặt hàng bên nhà em mình vui lòng để lại số giúp em đi ạ. Mua cái gì cũng được hết trơn nhưng phải có số giúp em nha. Dạ vâng ạ, xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mình rất là nhiều ngày hôm nay đến với buổi live trực tiếp của hai chị em Miễn Linh. Dạ. Cả nhà mình lì xì, thanh xuân đẹp lắm, hai em phải thật tươi trẻ với thanh xuân của mình. Thanh xuân của tụi em Miễn Linh ngắn gọn lại là dành cho tất cả quý vị cô chú anh chị hết rồi. Các anh chị biết sao không? Ngày nào, hầu như là ngày nào, buổi nào tụi em cũng xuất hiện để mà cống hiến, để mà hát, tạo niềm vui, tạo tiếng cười cho anh chị mình cả. Cho nên là nếu mà nói đúng hơn là thanh xuân của chị em, nhà em là đều dành cho tất cả quý vị của chú anh chị mình hết rồi. Thì mong là quý vị của chú anh chị mình sẽ yêu thương chị em Miễn Linh cũng giống như là hai chị em Miễn Linh, cũng như là mấy chị em nhà em đã cố gắng yêu thương và phục vụ cho anh chị của mình mỗi ngày. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Cho anh một lọ nước hoa và anh Vân Vũ ơi, vui lòng để lấy số điện thoại giúp em. Không sao, để đây cũng được rồi nè. Chút nữa em lấy cái gì em kê lên. Ơi, cái cây hôm bữa anh Võ đưa, cái cây nhỏ, cái đó vừa á. Chắc lấy lại rồi. Dạ, cảm ơn anh chị một lần nữa rất là nhiều. Nhớ là những anh chị nào đặt hàng bên nhà em, mình vui lòng để lấy số điện thoại bên dưới cho hai chị Miễn Linh nha các anh chị. Bên em có bán mộc đà hỗ trợ cho anh chị mình bồi bổ sức khỏe cũng như là giúp mình ăn ngon ngủ ngon hơn, bồi bổ sức khỏe của mình hơn đó các anh chị. 350 ngàn một hộp, hoàn toàn làm từ thảo mộc. Nhà em không bán bất cứ một dòng thuốc nào cả, cho nên về vấn đề sức khỏe của mình thì các anh chị mình yên tâm nha. 7 tuổi trở lên sử dụng được, chị gái nào sinh sau 2 tháng sử dụng được. Tình thương đó là tình phố thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ơi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho anh. Mê lắm luôn hả? Dạ hai chị Mỹ Linh xin cảm
để em. Chị để em. Chị thấy em làm mà chị rung theo. Cảm ơn Văn Quang Nguyễn, cảm ơn Thực Anh Phú, Hằng Lê, Bình Nguyễn. Cảm ơn các chị Ngọc. Phạm Thanh. Chị Thu vô rồi đúng không? Chị Thu vô rồi sao? Hello chị Thu, xin chào Boss Sunny và Ma Helen. Sao Yến không đeo kính nữa? Yến đã thành người lớn rồi mọi người ơi, cắt tóc lên rồi mọi người, đừng có kêu đeo kính nữa mọi người ơi. Này người em yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai hay vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho anh. Xin cảm ơn ạ. Đời sống, đời sống. Cảm ơn một chai nước Hoa Nam. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn. Hello Nhật ơi, Nhật. Hả, cái gì vậy không hiểu hả? Hello Châm Châm. Trái tim bên lề hả? Dạ. Này người em yêu, yêu rất nhiều, vừa với em cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phu thê, cả cuộc đời không thay thế. Tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho anh. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ơi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, đời này chỉ dành cho em. Hey, cảm ơn Vi Nguyễn à, cảm ơn Ba Vũ, cảm ơn Thanh Thanh Bình, Dung Triệu, bà này là tình thương phu thê à. Chị Huyền Vũ chào chị yêu nha. Người lạ thoáng qua, nay Yến xinh quá. Tăng cân là của Việt Nam à, tăng cân một đà là của Việt Nam nha anh chị. Em thương anh là cả cuộc đời. Em hát bài Yêu Là Cưới Anh Mua Nước Hoa Nam. Dạ em hát rồi anh trai. Nãy mới hát xong rồi. Anh trai đã mua rồi. Liêu liêu đúng luôn. Em hát trước rồi. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay hai em xinh hơn mọi ngày. Dạ phải không? Thích nhất hai em hát. Dạ cảm ơn. Chắc là hôm nay Yến có tóc mới và Linh có đồ mới, cho nên các chị nhìn nó đẹp hơn phải không? Cái gì mà mới nó hơi nhìn nó lạ mắt. Đúng rồi, hơi lạ. Hơi lạ mắt chút. Các chị thích đồ lạ phải không? Các chị thích phở phải không? Cái gì mà lạ lạ đó các chị thích chứ vậy? Đúng là những cái gì là lạ bằng tạ cái quen thì đó chứ. Trời trời. Ý là nói gì trời đó. Trời ý là cái, chị đang nói cái câu của em đó. Cảm ơn Văn Quang. Em gì vậy? Đừng bắn với chị. Ok. Em hiện okay, bắn nguyên một hình ảnh HD cho chị qua luôn mà chị nói. Dạ vâng. Còn chưa? Hello chị Hòa Lê ạ.
Dạ vâng, và hôm nay Tông Trắng Đen, hãy chị Mỹ Linh xin được phép gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Tinh 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 tinh. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị cô chú anh chị mình ngày hôm nay đã đến với buổi live của hai chị em và đã dành thời gian quý báu để mà bình luận, chia sẻ cũng như là yêu cầu những khúc mà các anh chị mình cho hai chị Mỹ Linh phục vụ cho mình. Nhìn chán à ba Xuân ấy. Sao vậy bố? Dạ, sao không, vậy? Vài bữa nó có cái đồng hồ về, một tuần mình đeo 7 màu là hết chán ba ha. Một tuần đeo 7 màu. Cảm Yến ơn cả nhà. Anh hỏi hay sao? Dạ, hỏi. Anh hỏi. Yến là cô dâu đó mọi người. Không, em là cô dâu chính, Yến là cô dâu phụ. Em là cô dâu phụ. Nói bậy bạ chết. Có thấy không? Phúc đặc. Nghệ Hoa, em cảm ơn Nghệ Hoa. Dạ vâng, và chào mừng tất cả quý vị mình đã đến với buổi live. Và em xin gửi lời chào, hai chị em xin gửi lời chào đến anh chị mình đã mới biết đến và cũng như là ngày hôm nay đã mới đến với cái kênh của hai chị em. Thì hai chị em xin gửi lời chào và mong là các anh chị mình sẽ yêu thương hai chị em cũng như là chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em nha. Một lượt chia sẻ của các anh chị mình không là vấn đề gì cả, nhưng mà nó là một cái nguồn động lực rất là lớn cho hai chị em Linh ngày nào cũng vui vẻ tươi trẻ và đầu tư rất là nhiều trang phục cũng như là make up rất là tốn tiền nha mọi người. Make up này cũng một ngày cũng rất là tốn tiền đó mọi người nha. Cho nên là các anh chị mình ơi, yêu thương chị em thì không cần gì các anh chị hết, chỉ cần các anh chị chia sẻ thôi. Và nếu như ai có nhu cầu mua hàng, các anh chị mình để lại số điện thoại giùm cho em nha. Để số cho em. Để số điện thoại lại giùm cho tụi em. Cảm ơn chị Kim Quế. Ơ trời, Kim Quế. Đúng là chị ruột. Tụi con còn ở với ba má lâu lắm, ba má đừng có mong gả được tụi con. Sao mà đi được, bố mẹ ơi. Tụi con là phải ở ba má suốt đời. Đúng rồi. Không có đi lấy chồng đâu. Dạ vâng, tăng cân là bao nhiêu em ơi? Đây ạ, tăng cân một đài nhà em giá trước giờ như một 350 ngàn một hộp. Hai hộp nhà em giảm cho mình liền tay 100 ngàn là còn 600 ngàn. Người lớn, trẻ em 7 tuổi trở lên đều sử dụng được. Và chị gái nào sinh sau 2 tháng luôn nha các anh chị. Vì nhà em là nói với các anh chị là 100 ngàn lần luôn, là nhà em không bán bất cứ một cái dòng thuốc nào cả. Đây là thảo mộc hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa của mình, giúp mình cảm giác ăn ngon miệng, mà ăn được nhiều hơn và mình ngủ được ngon giấc hơn, bồi bổ sức khỏe lại của mình hơn ạ. Bé 7 tuổi trở lên ở nhà bé biếng ăn, bé lười ăn quá thì có thể tham khảo mua một đài nhà em về cho bé sử dụng. Và một ngày mình sử dụng cho bé một viên thôi nha các anh chị. Từ 7 tuổi tới 12 tuổi thì một ngày mình sử dụng một viên thôi. Còn 13 tuổi trở lên thì nên sử dụng một liệu trình người lớn là 2 hộp và một ngày sử dụng 2 viên giúp em nha các anh chị cô chú. Mua hàng cái gì cũng để số. Để số giúp em ạ. Chống nắng là sao vậy hai chị em ơi? Dạ, chống nắng là 290 ngàn một tiếp. Đây ạ, chống nắng nhà em đã về hàng. Mua 2 tặng mình một phần quà các anh chị. 290 ngàn một tiếp. Ngày nào cũng phải nhớ là bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình khỏi tiêu UV của mặt trời. Nói chung là không những mà đi ra ngoài mà ở nhà mình cũng phải thoa kem chống nắng đều này. Em mới biết. Em cũng mới biết cái vấn đề này. Ở nhà cũng phải thoa kem chống nắng để bảo vệ da nha các anh chị yêu. Mình không được chủ quan. Không được chủ quan mà làm ảnh hưởng tới cái nhan sắc của mình đó các anh chị. Collagen, cảm ơn Quỳnh Vũ, Tuyền Nguyễn. Dạ cảm ơn các anh chị. Thông báo với cả nhà là kem chống nắng bên em đã về hàng rồi nè. Lúc mà các anh chị mình chưa có hàng, cả nhà mình hỏi quá trời hỏi luôn. Kem chống nắng có hàng chưa? Bây giờ đã có hàng rồi và có chương trình khuyến mãi luôn cả nhà. Mua 2 tặng 1 nha mọi người ơi. Mai Nguyễn cảm ơn chị, hát tặng bài người lạ tháng qua. Xin cảm ơn Mo Zealand. Tăng cân người lớn Phát dạ. Trần xin cảm ơn. Hai hộp tăng cân xin cảm ơn Thanh Hà. Các anh chị thấy không, quá trời người sản phẩm đặt hàng luôn rồi. Nhanh tay đặt hàng để chốt trong tuần lễ vàng cả nhà ơi. Kem chống nắng mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Dạ, tất rồi. Cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship. Xin cảm ơn anh chị. Son mua 1 tặng 1, phấn mua 1 tặng 1 luôn nha cái tình yêu của em. Đặc biệt là tinh chất hoa hồng mua 1 tặng 1 luôn, đang trong chương trình tuần lễ vàng. 1 tặng 1. Hai hộp tăng cân, dạ cảm ơn ạ. Hai hộp tăng cân là nhà em giảm mình 100 ngàn nha các anh chị. Hai hộp là giảm 100 ngàn còn 600. Còn nếu mà mua một hộp thì giá vẫn là 350 ngàn. Nhưng mà tất cả sản phẩm nhà em đều sẽ được miễn ship. Cần Lê Ngọc xin cảm ơn nè. Em Yến dạo này xinh quá. Xinh không mọi người? Hôm nay em trưởng thành nha các anh chị. Chị Băng ơi, giấu cái kính chị Yến rồi. Thôi không có đâu, tào lao quá. Em mua trà sữa chị uống. Thôi cái gì vậy, không biết cái quen biết cái gì hết. Gà rán đi. Ok. Chị, từ đây tới cuối live là chị sẽ không tìm được cái kính đó nữa. Thì em sẽ mua gà rán cho chị ăn. Tinh chất hoa hồng 1.350.000 đang giảm giá còn 950. Còn đang khuyến mãi nữa. Mua 1 tặng 1 cả nhà. Tinh chất hoa hồng có công dụng làm thơm cơ thể nè, làm tăng nội tiết tố nữ, làm cho da của mình trở nên trắng sáng mịn màng. Và đặc biệt là thơm cơ thể của mình, tức là mồ hôi cơ thể của mình sẽ không còn hôi nữa cả nhà. Làm cái mồ hôi cơ thể, tức là những ai mà có cái mùi hôi mà hơi chua chua á, ngay cái nách đó mọi người, thì nó hơi bị chua đó cả nhà. Gì róc rách mồ hôi chị. Hơi chua, hơi thẩm đó. Thì các anh chị mình nên xài cái mùi này. Cái tinh chất hoa hồng này nó làm giảm cái mồ hôi cực kỳ hiệu quả. Nó tiết chế lại mồ hôi, giảm mồ hôi nha các anh chị.
Mua cái gì cũng được, nhưng mà các anh chị phải có số, phải có số giúp em. Gì vậy? Một lát đường phèn hả? Mày một cân đường cát bằng một lát đường phèn. Từ vui không sâu gái. Nói gì vậy? Nói gì vậy cô ơi? À, tặng cho chị cái bo đi. Cái bo. Tặng cho chị em cái bo đi. Cái à bo. Quăng cái bo. À quăng cái bo nữa chị. Trời ơi quăng cái bo. Em cái bo là cái gì? Các anh chị nhiều ngôn ngữ quá. À, chị là fan cứng của team Duy Trinh. Chào chị Kim Tuyền. Hello chị Kim Tuyền. Chị được gia nhập trực tiếp vào gia đình của hai chị Miến Linh. Tức là chị sẽ được đặc biệt danh và chị sẽ là hai chị em của hai chị Miến Linh. Nói chung là đến với chị em Miến Linh thì ai em tụi em cũng đặc biệt danh được hết á. Đặc biệt danh rồi là có nghĩa là đã là chị em của tụi em hết rồi đó. Rồi quá thân thiết rồi các chị. Rồi quá thân đó mọi người. Anh thích nước hoa. À, CK có không em ơi? Nước hoa CK là nước hoa gì em không biết. Bên em chỉ có nước hoa Pháp Made in France. Paris Bleu gì đó các chị. Trời ơi là tiếng Pháp gì? Made in France Paris Bleu. Paris Bleu. Đúng rồi, đọc tiếng Pháp là phải đọc vậy. Paris Bleu các anh chị ơi. Tinh chất hoa hồng đúng rồi chị à. Lúc kia chị mua hàng chị để số giùm em nha chị đẹp. Dạ. Đây nước hoa nhà em, nước hoa Nam hai mùi này giới thiệu cho anh là bao đẳng cấp, bao xịn sò luôn. Nước hoa Pháp chính hãng 3 tầng hương. 1.280.000. Đây là cái mùi cực kỳ nam tính. Nếu như anh thích sự mạnh mẽ, nam tính, đàn ông đích thực thì anh nên xài cái mùi nước hoa chai tròn này giùm em. Nó cực kỳ nam tính và cực kỳ là mạnh mẽ. 1.280.000 em miễn ship tận nhà là nước hoa Pháp chính hãng cho anh chách mã vạch thoải mái, đúng sản phẩm của Pháp luôn nha. Mùi này là bao độ các anh chị ơi, thiệt còn sự luôn. Còn nếu như mấy anh nào thích cái sự nhẹ nhàng thì đưa cái đi cái chai cho người ta đi hả? Nước hoa Pháp người ta mà chế kế cái gì? Dạ đây à, ồ vẹo. Cái gì? Cái gì? Ồ vẹo. Nước hoa người ta mà đọc cái gì vẹo thì má. Đang nghe chị Băng đọc cái gì đọc là uver được rồi. Chị Băng đọc là uvéo. Cái dạ mùi này cũng là nước hoa nam luôn nhưng mà nó sẽ hơi ngọt hơn một chút xíu nha anh. Nếu như anh thích nam tính thì anh xài chai From Men. Còn nếu mà anh thích cái sự mà ngọt ngào dịu dàng thì anh nên xài cái chai uvéo. Cái chai này là nam nữ đều xài được. Nhưng cái chị nếu như chị gái nào thích sự cá tính hơn thì mình có thể sử dụng chai này. Cho chị một chai, chị đẹp, chị để số điện thoại giùm em nè. Dạ, để số điện thoại giùm bé Linh, bé Yến nè. Để số cảm giùm ơn em. Chị. Bữa nay em mới xem được hai like, like của hai chị. Chào Linh Trần. Hello. Cái miệng đập rẻo quá hả? Quá rẻo. Rẻo. Muốn mua collagen, ok Nguyễn Nam. Thank you so much. Yes. Yeah. Yes. Nước hoa còn hàng không? Ok, có bình luận ngày nào có bình luận nha. Yes, cảm ơn. Toàn tâm. Xin cảm ơn. Toàn tâm thì nhớ là toàn tâm đặt hàng, toàn tâm lấy hàng giúp em nha Toàn Tâm ơi. Trời ơi. Cái đó đó. Chú từ Malaysia. Cái gì vậy? Chị kéo xuống là chị. Malaysia. Cho chú phải cứng. Cho chú fan cứng. Cứng à. Dạ, không cảm ơn trời chú. Chú bình luận nhiều và theo dõi cái kênh này nhiều là chú sẽ được fan cứng thôi chú ơi. Chú ơi, tụi con không có cho chú được. Đúng cái rồi. Này là do chú á. Tại vì khi mà chú tương tác với kênh tụi con nhiều, ví dụ như chú chia sẻ nhiều hoặc là chú bình luận vào những cái bài viết của tụi con nhiều á, thì cái huy hiệu fan cứng của Facebook á, họ sẽ đặt cho chú. Tức là họ sẽ cảm thấy chú người này là người tương ta tương tác với kênh của mình nhiều nè. Cho nên là mình sẽ tặng cho họ huy hiệu fan cứng. Tức là Facebook họ tự làm thôi, chứ tụi con thì không có làm được. Cho nên là cảm ơn chú đã đến với chị em Miến Linh nha. Cảm ơn chú nhiều. Love you. Dạ dạ dạ. Collagen còn mua 1 tặng 1 không em? Hết rồi chị. Collagen đó 72 tiếng đồng hồ là em bán hết rồi. Sếp em đặt ra là một tuần bán hết mà mới có 72 tiếng trong vòng mà như 2 ngày mấy 3 ngày là hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn collagen sủi thôi, chiết xuất từ da cá nha chị. Một hộp là 760 nè, chị có muốn sử dụng không? Hàm lượng collagen và công dụng của nó giống hệt như collagen viên như vậy đó, nhưng mà nó sẽ làm đẹp nhanh hơn nữa. Tại vì nó là nó dạng hấp sủi. Thụ nhanh hơn, đúng nó hấp chị? Thụ làm đẹp nhanh hơn tại vì nó là dạng collagen sủi á. Mẹ ơi, dạ ơi ạ. Cảm ơn, giọng khàn quá mọi người ơi. Dạ cảm ơn các anh chị. Hơi gầy hả? Vô bộ đồ á. Vô bộ đồ. Kem chống nắng và cảm Duy ơn Quỳnh Tuấn, Vũ. Quỳnh Vũ xin cảm ơn nè. Không biết sao mà ở ngoài ai cũng kêu chị gầy nó mới đâu chứ. Gặp lại mấy người công ty cũ. Em kêu, thấy cũng vậy mà. Kêu chị gầy, nói làm gì bên đây gầy chứ. Mà chị đâu có xuống ký đâu ta. Dạ, chắc là xuống ký. Tại hồi lâu lâu hồi ta nhìn lại vậy á chị ơi. Chắc thức khuya nhiều lắm. Chị đặt hàng mà chưa thấy hả? Mấy ngày rồi chị Ly, nếu mà trên tuần chưa nhận chị để số cho em đi chị Ly. Đúng rồi, nếu mà lâu quá thì chị có thể để lại số giúp em ha. Bên em kiểm tra đơn cho chị gái liền nè. Cảm ơn chị. Chào ha. Du Trần, Thanh Nguyễn, Nguyễn Nhung. Chào bạn mình, hello. Hoàng Táo. Dạ vâng, có ai có nhu cầu mua hàng để số điện thoại là giùm cho em nha. Thảo Mộc tăng cân, giảm cân và collagen. Nước hoa nam nhé, ok. Ok. Linh có hai cọng ngò hả? Đưa tay
cổng ngò, em bứng cái cổng ngò, thấy vô là hai cọng rau răm. Nhắc là rau răm thèm bật lộn quá. Đưa tay anh ngắt cái cổng ngò. Ủa, gầy lắm hả các anh chị? Thương em gần chết cân mà giá đỏ ngó lơ. Huỳnh Bảo Vy ơi, dạ 350.000 một hộp tăng cân ạ. Nếu mà mua hai hộp bên em là bên em sẽ giảm 100.000, là còn 600.000 thôi ạ. Em muốn mua collagen sữa, dạ cảm ơn. Cảm ơn Huỳnh Oai. Ai mua hàng để số nha cả nhà. Kê chỉ ngát đi. Dạ. Người lạ thoáng qua hôm nay mới thấy bình luận người lạ thoáng qua đây ạ. Bác sau này bác cười con gì? Bác cười con cái gì vậy bác? Cười cái gì bà bố ơi? Bác cười con hả? Ba đang cười cái cọng ngò của con. Hello, xin chào Bích Tuyền nè. Thảo Mộc tăng cân hiệu quả lắm luôn nè hai em. Dạ, cảm ơn ạ. Hát đi, dạ hát liền. Từ từ các anh chị, từ từ rồi cháu cũng sẽ nhường. Từ từ cháu sẽ nhường. Lãng quên chiều thu buồn quá vậy. Thôi các anh chị đừng lãng quên hai chị em. Kính đâu rồi hai cô gái? Trời trời. Bên này mình lãng quên cái kính nữa. Ngày hoa thay lắm như anh thấy lâu. Sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Vậy mà anh đã buông tay em rồi. Buồn đau em khóc em than với trời. Thương thật lòng sao em nhìn lại bằng không. Nhành hoa thay lá như anh thay lòng. Sao tim em không ngừng mong. Giờ em quên được người mà em yêu. Say. Hey. Woo. Cảm ơn chú Gia Hưng à, cảm ơn chú. Chúc chú giờ giờ sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn các chị. Cảm ơn Lương Ngọc. Giờ này cầm mic một hồi đủ mồ hôi tay quá. Lạnh mà thì thấy lạnh. Cảm ơn anh chị, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, cảm ơn các anh chị. Có người hỏi là mua sản phẩm nhà em thì có miễn ship không? Dạ, nhà em bán hàng từ đó giờ rồi. Các anh chị là nổi tiếng trên mạng xã hội rồi, là không có tính tiền ship của anh chị. Hầu như là các anh chị suy nghĩ là không tính tiền ship cái nó bù, nó tính vô cái tiền sản phẩm không có đâu mọi người. Những cái dòng sản phẩm nhà em á, là bên em là đều niêm yết giá lại hết. Tức là cấp trên đưa xuống như thế nào là tụi em bán như vậy. Ví dụ như collagen là 760.000 là 760 nè. Cho dù các anh chị mua bao nhiêu hộp em cũng miễn ship hết trơn á. Các anh chị mua nhiều, mua thiệt là nhiều, mua thiệt là nhiều, cái sản phẩm nó sẽ nặng hơn và cái số ký nó sẽ nặng tiền hơn, nhưng mà bên em vẫn miễn ship cho cả nhà. Còn nó lộn, nhiều mà nó lộn xíu nè. Lộn gì? Lỡ chị Phúc máy cái trời. Dạ cảm ơn các anh chị mua hàng nhớ để đúng số. Để đúng số điện thoại giúp hai chị Miễn Linh. Tăng cân nhà em là hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000. Cái tật không bỏ. Trời. Có chị hỏi là có nước hoa nữ không? Dạ có. Nước hoa nữ bên em là 1.350.000. Hello Ngân Nguyễn, hello chị. Dạ, cảm ơn collagen sủi là bao nhiêu tiền? Dạ collagen sủi nhà em là 760.000 đây ạ. Chị mua 3 hộp em sẽ giảm 40% giá tiền, còn chị mua 1 hộp em giảm 30%. Giá gốc là 1.100.000, em giảm 30% còn 760 nha. Hoàn toàn miễn ship nha. Còn nước hoa nữ là 1.350.000. Nước hoa Mondai 3 tầng hương của Pháp. Em cam kết là ai xài cái mùi này cũng sẽ thích. Tại vì cái mùi này nó rất là ngọt. Và mình xài cái mùi này mình cảm thấy rất là dễ chịu. Cho dù mình xài ngoài nắng hay là mình đi ngoài nắng hay là mình đi vào buổi tối cũng vậy. Cái mùi nó rất là thoang thoảng và rất là thơm, chứ không phải là nó gắt mùi. Có nhiều cái nước hoa là người ta đi đằng trước mình đi đằng sau, mình muốn khó chịu luôn anh chị. Như nó bị nồng quá, nó bị gắt quá, nó bị làm cho cái mũi mình khó chịu luôn đó các anh chị. Còn nước hoa như em nói gọi là phản phất hương thơm như các anh chị. Nó thơm nhẹ nhàng. Túp lều vàng Điển Linh Long Thủy Yến gửi một tăng cân. Dạ cảm ơn ạ, cảm ơn các anh chị. Đúng rồi, mình mua hàng thì mình cứ để đúng số như vậy là bên em nhất định sẽ gửi hàng cho các anh chị nha. Giảm cân không chị? Giảm cân để hàng giùm mình đi Bích Bùi. Giảm cân nhà mình vẫn chưa có về hàng gì về. Để số giúp mình vẫn à. Chưa có hàng về nhiều á, cho nên là mình chưa có tư vấn cho bạn trực tiếp được. Túp lều vàng hả? Hôm nay giọng em khàn quá. Yến Linh nó hay lắm, xin dạ, cảm ơn Minh Hưởng à. Xin cảm ơn Minh Hưởng. Và nếu như ai có nhu cầu mua hàng thì mọi người để số điện thoại lại giùm cho em nha. Em tại vì kia có số. Cho chị xem nước hoa chị ơi. Cho chị xem nước hoa nữa. Khoan.
Không rớt đâu. Đó chị mà. Đây, món đai nhà em. Oh, wow. Chị Hiến lấy chỉnh quà rồi. Không sao. Đây ạ, món đai nhà em. Không rớt đâu, chị mà. Ừ, chị giỏi lắm. Không, chị lấy ra nó không rớt, xong chị lấy ra rồi nó mới rớt. Ừ, chị giỏi lắm. Vì tôi vắng đi, cười quay. Dạ, nước hoa nữ lúc nãy chị gái nào cần để xem mẫu đi ạ. Mẫu như em đây là chị yêu ơi. Monday 1.350.000. Mùi rất ngọt, thơm, quý phái. Các anh chị gái nào cần được mua hàng thì mình vui lòng để số giúp em. Nhất hoa nhà em là nước hoa Pháp chính hãng, bao chết mã vạch cho các anh chị. Vì nhà em là nhập bên Pháp về, số lượng rất rất là lớn, cho nên mới bán cho các anh chị giá, rồi là giá sỉ đó các anh chị, giá mềm á. Chứ mà mình mua ở lẻ ngoài là không bao giờ mà có cái giá như vậy đâu các anh chị. Tóc đẹp quá à. Rất là tóc đẹp. Mới bữa em kêu chị cắt tóc ngang vậy nhìn nó đẹp hơn. Chị cắt từ cắt có xíu á, cắt lên miếng này nè. Ừ. Mình trước á. Bởi vì em nói nó cắt nhìn nó đẹp, nó đẹp qua nhìn thấy ghê. Không. Ngoài đó chị chị á, chị chị á. Dạ, cảm ơn các anh chị. Kim Tuyền, cảm ơn Kim Tuyền, Kim Quế. Vì hôm nay không thấy chị Thúy Nguyễn với chị Tâm đâu đó hết trơn ờ, trời. Đúng rồi. Giờ này mấy chị chán em phải cho không? Cho một liệu trình tăng cân và Ngọc Hoa. Mục Đà có tăng chiều cao không? Dạ không á. Mục Đà nhà em hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon tăng ký, chứ còn tăng chiều cao là nhà em không có sản phẩm nào tăng chiều cao nha các anh chị. Cho anh coi chai nước hoa nam đi em. Dạ, chai nước hoa nam đây nè, đây là chai vuông nè anh. Chai này là 1.280.000, cái mùi nó sẽ hơi ngọt ha. Cái mùi là nước hoa nam, nhưng mà nếu mà anh trai nào mà thích cái sự ngọt ngào á, dịu dàng thì chúng ta nên xài cái này. Không phải là ngọt ngào dịu dàng là mình mà bị bánh bèo đâu, không phải nha. Cái mùi nó sẽ hơi ngọt và nó cực kỳ là thơm luôn. 1.280.000, nếu như mà anh mua hàng anh để số giùm em. Cao hết chất hơn. Sao bố? Thúy hẹn hò hả? Rồi, ghê trời. Chưa thành cuộc gì? Thúy hẹn hò rồi. Là sao? Thúy đi hẹn hò rồi. Trời ơi, Thúy chị kỳ quá. Chị mê hai em hả? Dạ, em cảm ơn anh. Ai giống em hát vậy? Ai giống em hát vậy? Bà Lan lướt tốt. Anh Nadine. Dạ, cảm ơn các anh chị. Mua hàng nhớ để số điện thoại giúp em nha các anh chị yêu. What? Wow, rét rồi. Một liệu trình tăng cân là mấy hộp vậy chị? Hai hộp. Hai hộp là một liệu tương ứng với một liệu trình tăng cân nhà em. Và nhà em sẽ giảm mình 100.000 nha các anh chị. Mua một hộp giá là 350.000, mà mua hai hộp là nhà em giảm mình 100.000, là còn 600.000. Nguyễn Chiến, cảm ơn anh. Nguyễn Chiến, nhớ là mua hàng để số điện thoại các anh chị yêu. Nhạc hôm nay vì sao? Hơi bớt. Cảm ơn Hồng Ngân. Dạ, cảm ơn ạ. Nước hoa cả nam nữ dùng nữ, được không? Này, trời ơi, đây nam nè. Nam nữ nè. Rồi, đúng chỗ luôn rồi. U trời à, u là trời, nam nữ xài cái chai này giúp em á. 1.280.000 à. Còn phố lại lên đen, ma lên đèn, nó phải xuống phố để dạy ngố chứ không cái đầu bé hộp gió. Vì công việc hàng ngày chất chứa quá nhiều, toàn nhận là vết hố. Nên vì thế tao dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống nó không có lỗ à, sống luôn đúng chỗ. Thằng Minh Boy nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có sao. Và tao hỏi nó đen ở mô, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hả dân chơi, mày đang giỡn hay đang bê. 5 phút nữa tao xuống tầng đây có mấy con kề rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buồn lại có mấy anh em cùng đi xong hơi. Ai cũng nói Yến Linh và Duy Trinh là bất diệt. 95% là đúng, tụi em đẹp gái là đúng. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết ai đây.
cho em số phone đi, quăng cho em số phone nha, quăng cho em số phone để mà em còn chốt hẹn các anh chị cô chú ơi. Hôm nay cô bác sĩ này yêu cầu ai có nhu cầu đang trong chương trình ăn không ngon ngủ không được, nhanh tay đặt hàng để lấy số điện thoại giùm cho tôi nha. Để số nha. Đúng rồi. Và để số giúp con nha. Tôi khám ra là nếu như ai mà đang trong tình trạng ăn không ngon miệng và ngủ không được ngon giấc là dấu hiệu của bệnh mà ăn không ngon ngủ không được nha. Cho nên là đến mua một đà nha. Nhanh tay để số cho tôi. Khám ra anh chị nào mà ăn không ngon ngủ không ngon là sẽ khám ra ăn không ngon ngủ không ngon như vậy. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kệ anh ta đi, kệ. Không, bác sĩ này bao chuẩn các anh chị. Trời. Bao chuẩn, hồi xưa có bao chuẩn nha bác. Hồi xưa có bao chuẩn chứ giờ là nhà em có bao chuẩn nha các anh chị. Bác sĩ lên bao em chuẩn. Sẽ khám cho này, mồ hôi đúng không? Ừ. Đang bị phong thấp đó. Phong thấp đó. Chứ cầm mic cái là nó đổ mồ hôi tay nè. Dạ, yeah, cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Nhớ là chị đã tên Tiết Hoàng muốn đi tiết cho mồ hôi ra. Ừ. Mua hàng để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Mua cái gì cũng được hết trơn nhưng mà phải có số. Không có số là nhà em không biết các anh chị đâu ở đâu đâu mà gửi hàng. Thật sự mà nói luôn là hơi ồn nha bạn ơi. Ta làm việc nha. Hơi ồn chứ phải chỗ này chỗ ngáp. Ok. Ok, ok friend. À, không biết dùng nước hoa nhưng hay em hát lôi cuốn quá. Anh mua hàng ủng hộ đi. Dạ nước hoa có gì đâu không biết dùng anh. Anh chỉ cần xịt lên người là mùi thơm tự. Thật sự. Đúng rồi, không có gì. Không có gì mà khó khăn hết đó. Đây nè, nếu như em là con gái á thì em sẽ nói cho các anh trai nghe nè. Ở đây em chắc chắn luôn có rất là nhiều anh trai mình không chịu xài nước hoa cũng không chịu xài lăn khử mùi phải không? Thứ nhất là nước hoa chúng ta không thể xài cũng được nhưng mà lăn khử mùi chúng ta phải xài. Nếu như chúng ta không xài lăn khử mùi được thì chúng ta phải bắt buộc phải có nước hoa. Tại vì khi mà các anh á đi làm á về mùi nhà hay lắm. Là hay là mình đi bất kỳ nơi nào á, mình lại gần người khác á, cái mồ hôi ai cũng sẽ có mồ hôi và mồ hôi của ai cũng sẽ bị hôi. Chua, đúng rồi. Thứ nhất là có người người ta sẽ bị hôi cái mồ hôi người ta nào có người là người ta sẽ chảy mồ hôi nách ra thì nó sẽ nói thật sự luôn là nó sẽ rất là khó chịu khi mà ngồi gần người khác. Thì như vậy á, nhiều khi đôi lúc á mình bị bản thân mình bị hôi á mình không có biết đâu, nhưng mà mình lại gần người khác á, người khác người ta đứng gần mình người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Cứ mỗi lần mà các anh chị để ý đi, ai mà các anh chị mà lại gần người ta cái người ta né anh chị á là các anh chị biết là mồ hôi các anh chị mình rất hôi rồi. Đúng người rồi, ta sợ các anh chị ngại hoặc là người ta tế nhị người ta không nói ra thôi. Nhưng mà chúng ta phải tự biết là bản thân của mình ai cũng có cái tuyến mồ hôi, tụi em cũng có. Cho nên lúc nào tụi em bất kể đi ra đường hay là bất kỳ ở đâu, miễn ở nhà tụi em cũng vẫn phải xịt nước hoa. Tại vì cái đó là một cái gì đó gọi là ở gì ta, thói quen à. Tại vì lúc nào cái cơ thể của mình cũng phải thơm chứ bản thân mình còn thấy cơ thể mình hôi thì người khác làm sao người ta chịu được. Thật sự. Cho nên các anh chị mình không mua nước hoa thì mình cũng bên em có bán tinh chất hoa hồng làm tiết chế mồ hôi đúng của các rồi, chị. Ai bị hơi nách nặng vừa nè. Vừa làm không cần phải ra chợ mua cá khô làm gì nữa. Bây giờ trời bên em đang có tinh chất trời hoa trời. Hồng. Dạy bán cá khô. Dạy. Cá khô để tăng nha má. Dạy. Đây chúng ta có thể dùng cái kẹp này. Cái kẹp của em mới mua. Cái kẹp của em mới mua đi anh em kẹp tóc. Cái này là gì gọi là bít tóc lỗ chân lông hả? Bít tóc. Đâu, cái nách quyến mà hôi quá thì em sẽ kẹp em kéo ra. Thôi chị có uống tinh chất hoa hồng hoặc là chị xài không, chị xài nước hoa em nước hoa nhà em bán. Má nói gì kìa, má nói gì chua chua kìa. Cái gì má? Đâu có hôi, nó chua chua hả? Đâu, đúng rồi, chua chua má. Nick của Linh là gì vậy? Linh nói đúng thế nhỉ, đúng không? Đúng không? Cái gì trời, phải đúng và chuẩn. Bản thân của em đã gặp rồi. Nick phải Facebook chuẩn. Của em là Trần Thị Thùy Linh. À, YouTuber của em là Linh Em Official. Cả nhà mình có thể lên YouTuber, cả nhà gõ là Linh Em hoặc là gõ Yến Yumi hoặc là Sao Băng là nó hiện dạ, ra cái kênh của tụi em. Các anh chị mình có thể ghé ngang Yến Yumi Official để ta nghe. Ta đang giới thiệu mà ai hỏi bà và trả lời. Mọi người nhớ coi cái kênh em đi chung su cà na cái kênh lắm. Ta giới thiệu giùm cho. Mọi người ơi, mọi người đi lên cái kênh Yến Yumi. Chơi này cho năng nỉ. Cái này chơi năng nỉ. Trời ơi. Chơi năng nỉ. Mọi người chơi em chơi hệ năng nỉ luôn em. Bất cần rồi em chơi hệ năng nỉ luôn các anh chị. Không giữ hình tượng luôn. Buồn lắm. Huỳnh Oai còn hàng không? Dạ còn ạ. Huỳnh Oai còn hàng nhé. Để số giúp em là được. Chúng ta nên xài nước hoa đi mấy anh ơi. Thiệt sự nên xài nước hoa đi. Nước hoa nhà em nước hoa chính hãng. Bao chết mã vạch cho các anh chị luôn. Đây nè. Uveo nè các anh chị. Nhìn Linh thế thì thơm. Uveo. Chứ làm sao mà hôi được. Uveo. 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 Yến đọc là on. Hôm bữa mới nghe chị ngồi là ông veo veo gì đó. Ông veo hả? Ông veo. Thực sự là biết sao không? Có nhiều anh trai mình suy nghĩ vậy nè. Thực sự đây là tâm lý của phụ nữ, người ta cũng vậy luôn. Có nhiều mấy chị phụ nữ em kêu là ủa sao có chồng mà không làm diện đẹp lên đi. Có chồng diện chi? Có chồng diện chi? Phải con gái đầu diện. No nha. Cái suy nghĩ này rất sai nha. Cho dù mình đã có chồng rồi hay là cho dù mình còn con gái thì chúng ta vẫn phải diện. Phải đẹp. Tại vì đó là cái gì? Đó là một cái đặc quyền của phụ nữ của mình. Các mấy chị mình đã có chồng rồi chúng ta phải cố gắng làm đẹp hơn nữa.
ơn vèo. Đó là vèo à, vèo. Trời ơi, xấu quá, xấu rồi. Anh chị mệt quá, các anh chị mua cái chai vèo vèo này nhà em cũng được các anh chị nhưng chai vèo vèo. Chai vèo vèo này nam nữ gì đều xài được nha các anh chị. Đều đồng giá là 1.280.000. Nước hoa nam cho mấy anh có hai mùi nè, đồng giá là 1.280.000 đó mấy anh mua hàng đi. Em miễn ship tận nhà cho mấy anh luôn. Nam nữ thì chúng ta cũng phải xài nước hoa, đặc biệt là mấy anh nam rất là dễ mồ hôi nha, mấy anh nam không có điệu như tụi em đâu. Con gái tụi em nhiều khi còn tắm sữa tắm đồ này kia chứ mấy anh là chắc chắn là chỉ gội đầu thôi này chứ không bao giờ có sữa tắm đi tắm đâu. Đúng rồi, với lại mấy anh nam hay đi làm nặng nhiều hơn. Đúng rồi. Làm việc nặng. Đi làm cho công ty nè, trong thời tiết ở trong công ty nó cũng rất là nóng. Nguyên một ngày trời mà tao nói đổ mồ hôi ra mình lại gần người khác á, người ta khó chịu lắm. Thật luôn, bây giờ là em nói mấy anh tự đi ý xong mấy anh để ý thử đúng không nha. Uống tăng cân một lọ có lên không? Và tăng cân nhà con là hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon. Tăng cân tùy theo cơ địa của mình là tăng nhiều hay tăng ít đó cô ơi, chứ nó không có quy định là chính xác hoặc nhất định là phải tăng được bao nhiêu. Nhưng mà uống một hộp sẽ tăng ạ. Em có hôi không hả? Dạ, em tự tin khẳng định một điều là em không bị hôi. Tại vì em xài rất là nhiều. Đúng rồi, bên sữa em tắm bán nè, xài, mà xài kem nè, khử mùi nè, khử mùi nách nè, có nha, có sao nói vậy. Tại vì biết là mình không bị hôi nách nhưng mà mình vẫn phải xài để cho cái nó sẽ kiềm chế cái mồ hôi của mình chảy ra. Thứ nhất, thứ hai nữa, khi mà mồ hôi của chúng ta chảy ra nó không có bị hôi. Và em vẫn lúc nào cũng xài nước hoa hết, tự tin là em không hôi. Uống hoa hồng bao hôi. Dạ. Thiệt bên sợ. Em là bán sản phẩm rồi đương nhiên chị mấy tụi em phải xài vậy các anh chị. Cho em 3 hộp collagen sủi nhé. Dạ, cảm ơn Ngọc Thanh nè. Kem chống nắng Nguyễn Luyến. Ok Nguyễn Luyến. Ừ. Đúng rồi, là một dòng sản phẩm mà bị lãng quên thì hai chị em quên giới thiệu các anh chị luôn là kem body. Quên. Đúng rồi, kem body nhà em có bán nha các anh chị. Body nhà em là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không bết rít nè, không lộ vân kem. 480.000 một chai. Mua hai nhà em sẽ tặng cho mình một phần quà nha các anh chị. Ừ, nếu như mà ở đây mà có mấy chị nào mà chưa biết làm đẹp hoặc là mấy anh nào mà chưa biết làm đẹp thì cứ bình luận đi chị em Yến Linh tư vấn cho. Đừng có ngại gì. Không có ngại gì hết, tại vì đây là kênh làm đẹp mà chúng ta thoải mái nên chị. Dạ, để lại số điện thoại giúp em ha. Nước hoa nam chứ có nước hoa nam nào tỏa ra như hơi thở, tỏa nắng vừa ngọt ngào vừa thơm vậy? Cái gì vậy, nó cái gì? Mùi minh diện cái gì dài quá trời dài rồi. Nước hoa nam còn không ạ? Dạ còn ạ. Hai chị em còn tư vấn là sẽ còn. Hiểu chưa? Xếp Hải Phòng cho một loại nám. Ok ạ. Một bé dễ thương. Hát hay nữa. Một bé dễ thương. Linh nào là chị ta? Dạ đây là Yến. Yến Dung My này là chị. Còn Linh là em ạ. Dạ. À Linh em chắc có Linh chị. Linh chị là chị hai. Chị hai ruột của em. Là hai chị em nhà. Nói chung là nhà chị em nhà bé Linh là có hai chị em ruột. Một người là Linh chị, một người Linh em, là em là Linh em. Còn đây là Yến. Là Yến này cũng chị em ruột chứ, nhưng mà ruột thừa. Ruột thừa các anh chị. Ruột bị thừa các anh chị. Ruột thừa. Chị em bạn bè tình nghĩa bình lâu đó. Thiếu 50.000 nhé, mai trả 100 nha. Đừng có quên dùm cái. Thiếu 50.000 mai trả nhầm. Mà chị có 50.000 mà em bị trấn áp từ lúc mà đi qua làm tới giờ là bị trấn áp đó các anh chị. Ta đòi trên like này like thứ hai rồi mà chưa chịu trả. Quá trời, đâu rồi like thứ nhất là trả 40. Thấy không? Like vừa rồi là trả 40. Tiếp tục like này là 50.000. Là lên 100.000. Linh tư vấn để tán đổ Yến đi. Em cam kết 100% là anh sẽ không tán đổ được Yến. Tại vì em biết sao không? Tại vì em biết sao không? Nè, đổ là rớt cái điện thoại của người ta nè. Rớt cái điện thoại của người ta. Rớt điện thoại người ta nè. Tại vì con gái con lưới gì nếu mà em đổ anh là em bị đổ máu kế bên liền. Người kế bên đập em đổ máu liền. Nói chung là nếu mà để mà nói đó thì anh mà cua đổ được Yến thì em cũng thua gì cũng thua. Tại vì Yến dám không? Trời, tối nay ngủ ngoài đường. Tiếng đâu ta ngủ dưới sàn, không cho ngủ cái tôi. Tôi không có đấm bóp dắt hơi sập giường giống bà ổng nữa đâu. Cảm ơn Văn Trung. Dạ. Hôm nay vui nha. Hôm nay nói xàm mà các anh chị cũng vui. Có ai nào? Tụi mình hát đi à? Mình hát đi. Đêm liêu siêu hả? Đêm liêu, không. Đêm liêu siêu là ba, nói mình nhớ tới ba đó. Thôi không có nhớ tới ba. Không nhớ, hát bài Lãng quên chiều thu. Lãng quên chiều thu. Người ra đi mai mai, chắc cũng phải chờ về. Ba đang cười phải không? Ba đang cười con phải không? Không có gì cười hết, con quên cái gì. Ủa nãy ba nói gì chị? Chị mình có biết thiếu cái gì đâu. Mình có thiếu gì ba đâu. Đúng rồi, mình phải hát thôi. Tới giờ hát rồi, các anh chị còn hát nãy giờ quá đúng trời. Đúng rồi, mình nói nhiều quá. Đoàn xe lăn, đừng gì đoàn tàu lăn bánh. Đòi nữa là trả 100. Ông má nói gì luôn vậy? Má nói gì? Mẹ thiệt sự. Thôi hát thôi ạ. À, gì? Lấy cây bông đi, lâu quá mình không hát bài đó.
giờ đòi lấy ngồi cái ghế này đau mong muốn chết luôn. Ừ. Ai cứ đưa cái ghế này cho em ngồi hoài, đổi ghế cho em thời gian coi, ngồi ghế cái đít em, ủa cái mông chứ lộn cái đít, ngồi ghế cái mông nó bị chai một bên luôn rồi, chán ghê. Có gì đâu bị lệch mông thôi. Hai chị dành cái ghế ngon để cho em, cái ghế nó méo xẹo một bên, mấy mốt em đi em né một bên, bên đắp bên cao em chết. Mấy mốt đi á, cái mông bên này cao mông em đó thôi, đăng cơ mông nghe hiểu không, nồng con bền vậy. Đức hùng quá. Dạ cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều. Nhớ là anh chị nào mua hàng nhà em thì mình vui lòng để số, phải có số điện thoại giúp em. Không có số là nhà em không có thể nào mà liên hệ được các chị cô chú, cũng như là không thể nào gửi hàng được cho các anh chị cô chú luôn á. Cho nên mình phải có số điện thoại giúp con nha. Tân Cương Một Đà nhà em là hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon. Những anh chị nào đang trong tình trạng ăn không ngon miệng, hoặc là giấc ngủ của mình mà ngủ không được ngon giấc, giấc ngủ hay bị chập chờn thì có thể tham khảo và sử dụng Mộc Đà nhà em ạ. 350.000 một hộp, hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon. Nhớ là nhà em là thảo mộc, nó hoàn toàn làm từ thảo mộc, như là bột mã đề nè, bột tàu xoắn nè, cao phục linh, mầm lúa mạch. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn phí ship cho các anh chị cô chú. Nghề hoa cười quá hả cô, vui không? Vui không các anh chị? Lâu lâu cô chú mình xem chị Miến Linh vui không? Lâu nói chung là hai chị Miến Linh hầu như buổi nào cũng phải khùng phải điên chút xíu. Nói thật sự chị luôn là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của mình trong thời gian vượt qua đồng suốt 3 năm trời đã lúc nào cũng yêu thương hai chị Miến Linh. Mặc dù là trong nhà em thì ca sĩ vào rất là nhiều, hầu như là hai chị Miến Linh là giống như là hai đứa nhân viên đầu tiên là, yeah, là hai đứa nhân viên chứ không phải đúng là đến rồi với danh xưng là ca sĩ. Nhưng mà các anh chị mình vẫn lúc nào cũng yêu thương, cho dù nhà em có bao nhiêu ca sĩ mới đến thì các anh chị mình vẫn không quên bé Linh và bé Yến. Cái đó là một cái sự rất là may mắn và một cái điều mà hai chị Miến Linh rất là vui khi mà được các anh chị yêu thương, cũng giống như là các anh chị mình yêu thương tụi em giống như yêu thương mấy chị ca sĩ khác. Cho dù là anh chị mình fan của tụi em không có đông, tại vì tụi em vẫn chưa được gọi là ca sĩ cho nên tụi em không có dám nhận là fan. Nhưng mà dùng cái từ cho các anh chị mình đông quá, anh chị yêu mến tụi em ít hơn những anh chị ca sĩ khác. Nhưng mà chất lượng nhiều là tụi em vui rồi. Cho dù là ngày nào tụi em like chỉ còn khoảng 2k đổ lại thôi tụi em cũng vui. Tại vì các anh chị còn yêu thương cho nên các anh chị còn xem. Ha, ngày nào đúng các anh chị rồi còn xem là hai chị em Miến Linh sẽ cố gắng ngày đó sẽ phục vụ. Còn một người gắng xem, mặc dù còn một người xem thì hai chị em Miến Linh vẫn cố gắng không, phục vụ. Một người xem bị đuổi rồi. Nói vậy thôi, một người các anh chị cũng phải trân trọng một người đó đúng không? Người nào thương chị em Miến Linh thì hai chị em Miến Linh rất là biết ơn. Còn mà người nào không thương thì kệ. Không thương thì block thôi chứ sao. Đừng có thẳng tính quá nha. Thẳng thật các anh chị thô đi thật. Nhỏ thôi. Trời ơi, bộ đồ đẹp vậy. Pyjama đồ các kiểu. Ừ, đẹp. Cho hỏi là bao nhiêu tiền hả chị? Cho em hỏi là bao nhiêu tiền, hỏi cái gì vậy em? Hỏi cái gì vậy? Tước quyền đầu xuân. Hỏi cái gì á? Bấm cho em bài Chân Tình đi, em sẽ hát tặng cho anh này. Anh yêu cầu từ đầu like tới giờ rồi. Chân Tình của chị Sabon đen không được. Chị Sabon là khác, của em khác. Chị Sabon là cái biết nhạc, nó là thường của em là nhạc sống. Dạ xin cảm ơn Thị Thiết, cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Để số đi ạ. Like boom 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 boom. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới. Cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa. Yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàng lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dẫu gương mặt trên với anh khó qua, nhưng
ban đi. Đau hỏng quá rồi. Bài này em không biết em ban luôn nha các anh chị. Yeah. Để chị ban luôn. Hey. Chị ban thì bơi, Yến thì ban nha mọi người. Nhà em cái gì cũng. Em cái gì không biết em đâm ban là giỏi lắm. Chị ban thì bơi, Yến thì ban. Dạ. Yeah. Em thì bu hả? Bu bám không? Lặng lẽ ước lành trong mưa vì anh tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông giữa hoàn toàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh như chưa từng có những phút lìa xa dẫu gương mặt tránh vai em khóc hòa nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây phút cuối cùng suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh như chưa từng có giây phút lìa xa dẫu gương mặt trên sao tự nhiên Facebook văng ra luôn rồi? Gì? Cái Facebook đâu? Giống hồi trưa vậy. Cái này văng ra luôn, văng cái Facebook ra luôn rồi. Giống rồi các anh chị còn đang nhìn thấy tụi em không vậy? Rồi nha, dạ, cảm ơn các anh chị. Mình rất là nhiều. Ủa anh chị mình còn đang thấy mình luôn á. Là cái Facebook like của mình đâu? Cảm ơn các anh chị. Trời trời. Biết rồi quê dữ gì trời, cái gì vậy mọi người? Con thấy mình, nhưng mà... Còn em? Dạ còn, ok rồi, thôi mở nhạc đi. Chắc vẫn bình thường. Ok. Trời ơi, đau hồng gần chết, hôm nay đau hồng quá. Dạ, cảm ơn anh chị. Còn thấy á, dạ, dạ ok ạ. Tại nó bị đá Facebook ra ngoài, đá YouTube luôn. Cái này là phải nói anh Võ chỉnh lại xem như thế nào nữa. Cái máy này, cái máy tính này có vấn đề chắc luôn. Máy tính của anh Võ không phải của mình. Đâu, cái của mình mấy kia chị ơi. Cái này là cái màn thay xanh. Thay nguyên cái màn vô luôn. Có nghĩa là cái máy bên kia như sao là ấy vô bên đây hết. Nhưng mà cái máy tính vẫn là máy anh Võ. Dạ mất nhạc chị đúng rồi. Nó bị đá ra chút xíu các anh chị. Thông cảm ha. Giật mình. Tức là nó bị gì vậy trời. Đang sung. Em tưởng chị Băng đá vào sợi dây nào nữa rồi. Quay ra nhìn chị Băng. Em sợ, em tưởng nó có đổ thừa đâu. Dạ, cảm ơn anh chị. Nói ờ, anh chị nào cần được tư vấn thì mình bình luận rõ ràng cho hai chị Mỹ Linh. Còn mua hàng thì mình cứ để đúng số điện thoại giúp em ha. Tăng cân một đài như em là 350.000 một hộp. Hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon, bổ sức khỏe lệ của mình nha. 350 đây à các anh chị. Nhà em là bán thảo mộc. Đóng ăn khỏe, ngủ ngon, sức khỏe là vàng là tiêu chí mộc đà bên em. Chị băng tắt cái quạt của em đi chị băng. Lạnh hả? Chị nóng đổ mồ hôi nè. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn phí ship. Bé 7 tuổi trở lên sử dụng được. Nó mát. Mát em, mát em là mất chị hiểu không? Chị không? Mát em là mất chị. Bị hầm. Hà Tiểu Mễ, Tiểu Mễ trời vô này kêu em bằng Hà Tiểu Mễ không vậy? Hà Tiểu Mễ. Dạ, các anh chị mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em ha. Tiếp tục đi hai em, vẫn nhìn thấy dạ dạ. Quê vậy sao quê? Băng ơi 0704 bấm nút sau thăng kìa. Mộc Lan có Mộc Lan. Bấm nút sau băng. Mộc Lan phải không? À. Chắc nóng cháy buri. Linh đâu hồng giờ hôm nay đâu hồng rồi. Em bị khàn á, kiểu như em bị hát với lại em hát nhiều quá đó mọi người nói sẽ bị khàn giọng của em á. Dạ, cảm ơn kinh chị. Mua hàng bằng số điện thoại cộng giống gì à? Còn 15 phút nữa chúng ta hết giờ rồi. Cộng miễn ship ơi à, đúng rồi, chính xác luôn. Cảm ơn chị Hiền Phạm. Tân Cân dạ cảm ơn ạ. Nước hoa nhà em cũng có bán, nam nữ gì đều bán hết trắng chị. Nước hoa nữ thì là 1.350.000, nhà em chỉ có một mùi duy nhất là mùi Mondai, ngọt ngào quyến rũ. Ba tầng hương, nước hoa nhà em nước hoa Pháp nha, bao chết mã vạch cho các anh chị ạ. Nước hoa nam thì có hai mùi,
mùi mạnh mẽ là mùi Foreman, còn mùi dịu nhẹ hơn chút xíu thì là cái chai Unveil gì đó các anh chị ha, cái chai vun vun đấy. Cho anh thuốc tăng cân bên em bán thảo mộc ở nơi chứ không có bán thuốc nha, cho nên là nếu như anh có nhu cầu mua hàng thì anh để số giùm em. Đúng rồi. Anh để số điện thoại là giùm em thì bên em sẽ có chuyên viên gọi cho anh. Mua lại số là lộn anh. Mua hàng thì để lại mua số. Mua lại số là cái gì? Mua hàng thì để lại số giúp em là được ạ. Ngồi tính quay bài hát rồi đăng YouTube cho cả nhà mà giờ quay hết nổi luôn. Trời ơi mới đăng đây mà. Hả? Mới đăng mà. Mới đăng quay đặng mai mốt đăng. Chị hơn tuần làm biến chứ trời. Không làm biến đâu tại vì không muốn được quay được. Sao không quay được? Tao cắm cái sợi dây người ta quay. Hôm qua có ngày trời đục nó nè, đục không nghe được cái gì đâu. Lượng Vũ Duy, Lượng Vũ Duy xin cảm ơn. Dạ cảm ơn ạ. Thank you so much. Mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000. Cà phê một mình. Bà này băng hát hay lắm. Cà phê một mình. Không Ngọc biết Mai. Luôn. Em bị đau họng quá chị Ngọc Mai ơi. Ủa bài gì mà chị hát hay hả? Cà phê một mình là bài gì? Không biết luôn hả? Trời bài đó chị băng không biết luôn sao cùng một lan biết. Dạ cảm ơn Thanh Vân. Dạ. Em không hát nữa, nếu mà hát thì để chị Yến hát phụ ha. Dạ đúng rồi, các anh chị mua hàng để số giúp em có tăng cân không em. Dạ đây ạ, tăng cân một đài như em hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon và bổ sức khỏe đây nè các anh chị. Phương Nguyễn 350.000 hộp, hai hộp là 600.000 miễn phí ship cho mình luôn. Mua cái gì cũng được nhưng mà các anh chị phải có số giúp em ha. Em biết bài thân phận không? Dạ không biết ạ. Số phận bèo trôi. Mua cái gì cũng được nhưng mà có số điện thoại giúp em nha các anh chị. Kem trong nắng nhà em đã về hàng rồi. Mua hàng thì để sao? Em Linh. Sao không thấy em Linh nhỉ? Ủa phát trần bị gì vậy? Phát trần sao phát trần? Ủa, nhỏ nào ngồi người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Hải Nguyễn, xin cảm ơn Hải Nguyễn. Quế Mộc. Quế Mộc Lan. À Khuê ạ. Khuê. Khuê Mộc Lan. À, Khuê Mộc Lan. Chàng Khuê Mộc Lan vẫn luôn nhìn theo ý chung nhân tình à Phạm Bạch Hoa. Lính mua kẹo ngậm cho đó. Dạ có kẹo đây em ngậm nha. Trời ơi kẹo bà má em gửi về. Hai chị em ngậm hoài luôn á. Đau lắm luôn. Này ngày nào em cũng phải ngậm á các anh chị. Có giảm vậy để đi số điện thoại giúp em đi Tuấn Hưng xe máy. Nếu nhà em còn bên em sẽ gọi điện tư vấn cho mình ạ. Trách ai vô tình à. 350.000 là hộp tăng cân một đài nha em. Hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon. Tình thương vô tê dạ hát rồi ạ. Hay quá Yến ơi, và chưa hát luôn á. Hai hộp là 600.000 miễn phí ship cho mình nha. Sung quá đó. Bữa nay nó bị hư chút xíu các anh chị, nó bị hư. Cảm ơn An Khánh thích. Dạ cảm ơn. Bây giờ em ho hai em không hát nhạc remix mà hát nhạc thường thường nha các anh chị. Ừ, thường thường đi em. Nhạc thường đi con thuyền cô đơn. À, em hát bài Trăng Giấy Trắng. Bông hoa tím. Cánh hoa tàn. Cánh hồng phai bà ơi. Bà Ngân Lê ơi. Chị Ngân Lê, cánh hồng phai chị Ngân Lê nha bà Ngân Lê. Cánh hoa tàn. Cánh hoa tàn trời. Linh cười lên đi anh muốn thấy cái đồng tiền của em. Sao có đồng tiền của em? Chuẩn bị, xong nó đi làm không đi làm. Làm gì? Nắm nó. Có ai cho em làm đâu? Sao? Em chuẩn bị đi cái bị chửi quá. Vậy không? Ừ. Ai chửi? Ai cũng nói chị Băng cố không cho làm. Sao vô cái này cái nó hết thấy cái đồng tiền của em rồi. Ở ngoài thấy rõ lắm. Hát thương nhau tới bến và hát rồi luôn á. Anh nghe chưa? Anh nào lên tiếng đi. Nghe xem like không? Nghe có xem like. Cảm ơn Hân đây, cảm ơn các anh chị. Thấy ồn á, trời ơi. À, nhìn cái đó. Chị nhìn lại cái này nè. Chị nhìn lại cái này nè. Chung Nguyễn chị nhìn nha. Chưa. Chưa, chung Nguyễn chị nhìn nè. Dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mua hàng để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Nè nè. Kìa. Nó nhảy. Kìa mà em có nhảy mày. Hồi nãy nó nhảy còn hơn dạ. là cảm ơn gọi. Hay là Ngọc Anh. Ngọc Anh. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ai cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì mọi người nhanh tay để lại số điện thoại để tụi em có thể tư vấn cho các anh chị mình cái dòng sản phẩm chất lượng nhà em hơn. Yến Linh hát là phê luôn, em cảm ơn rất nhiều anh chị yêu thương tụi em. Từ xưa nghĩ của ai hát có nói gì đâu. Giờ cô đứng hay không. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mua hàng thì nhớ để đúng số điện thoại giúp em. Bên em có bán thảo mộc hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình đây nè các anh chị. Những anh chị nào cần được và bổ sức khỏe cũng như là mua về làm quà tặng cho các ông bà cô chú cũng rất là tốt luôn ha. Mua hàng thì nhớ để số đúng rồi chính xác luôn Hữu Ân ơi.
Em là fan ngầm của hai chị đó. Trời trời dễ thương quá. Cảm ơn em đã yêu thích. Fan yêu... ngầm mà dễ thương quá. Cảm ơn quá, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Triều. Xin cảm ơn Nguyễn Thị Triều. Dạ cảm ơn ạ. Anh nào vậy Yến Linh? Ly dị Linh ơi. Dạ. Dạ anh Linh đó. Con đâu có nói tên là anh chị dành cho anh là anh kế bên đó, anh nào nữa. Mà anh kế bên đôi lúc hơi lăng nhăng, các anh chị cô chú lăng nhăng lắm luôn. Nhưng mà con rất là rộng lượng mà. Đàn ông mà thứ, em thứ tha. Đàn ông mà năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường em ơi. Thôi đi, năm thê bảy thiếp thì về của... Anh chuẩn bị cưới sao bằng làm vợ nhỏ của anh. Về thời đường bảo hộ sống nha. No. Còn thời này là thời 2021, phải chung nhà anh nha. Đứng tên nha em. Nhà không nóc, nhà trắng ra sao. Em làm vợ lớn em có mất mát gì đâu. Em thêm chị em kết nghĩa nó vui không? Thôi nhưng mà em không thích chung chà chung một xài chung, anh hiểu không? Bá em Duy thấy chưa biết to. Cái gì gọi là riêng mình thôi chị, à, anh hiểu không? Không em. Em không có thích là gọi anh là... Anh là phải cưới lần 5 giờ em hiểu không? Anh về được bảo hộ anh sống ly dị liền đi. Ly dị liền! Đúng là cái gì thiệt cái chứ. Tư dẫn mình xuống nè. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn kính chị bậy rất rồi, là nhiều. Có gì đâu bậy. Em đang nói tụi em chứ em có nói anh chị đâu. Em đang nói hai đứa em mà. Cuộc đời khi trắng khi đen, nhiều khi trắng quá thêm mực cho nó thành đen, nhiều khi đen quá. Nói xong thì vẫn xuống nè. Mua hàng đi, hết pin rồi bó tay hả? Chuẩn bị nghỉ rồi, chút dạ, xíu nữa thôi. Chút xíu nữa các anh chị ha. À, đừng quên những anh chị nào cần được tư vấn. Trời ơi trời, tư vấn hàng nhà em thì nhớ để lại đúng số điện thoại giúp em nha các anh chị. Cứ để số nó được ha. Thôi Nhật, tên Nhật là tôi rất là ấn tượng tên Nhật á, nên tôi gọi hoài á. Đây tên giống người yêu cũ á. Cái bài rap gì quên mà. Không người yêu cũ em cứ gọi là người từng thương. Bài đó quên hay quá. Bật mí cho các anh chị lên tên Nhật là tên người yêu cũ Yến á, cho nên là Yến rất là dễ ứng với ai tên Nhật. Mệt mỏi quá. Em vòng bay này. Vòng đua quay cứ một phút giây lại càng bay lên cao. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đừng quên những anh chị nào cần được đặt hàng nhà em thì mình để lại số điện thoại giúp em ha. Ngọc Anh vẫn ở Nhật. Tên Nhật ở Nhật. Dễ thương quá Ngọc Anh. Đúng rồi. Huệ Nguyễn, xin cảm ơn Huệ Nguyễn, cười xíu hả? Tạt cái bà miếng nước bà tỉnh nha, xíu quá. Ồ, bà xíu quá, xíu quá. Hùng bán cái vậy bà tỉnh. Còn người yêu cũ Linh tên gì? Đỗ Yến Biên. Vòng đua quay cứ một phút giây lại càng bay lên cao. Các anh chị biết cái tên đó nằm trong cái bài hát của em á, các anh chị. Đoán xem. tên đu cây trời. qua lời của chị Băng nữa, tên còn khủng khiếp hơn nữa thì cái sự lưu luyến thì tên người tên lưu luyến. Có đi người. Dạ thôi dạ. Bây giờ xuống được rồi nè, hơi xàm rồi. Dạ tới giờ hai chị em Yến Linh kết thúc live stream rồi các anh chị ơi, hẹn gặp các anh chị buổi live sau hai chị em sẽ hát phục vụ các anh chị tiếp nha. Bây giờ thì nếu mà không còn gì nữa thì thôi hai chị em Yến Linh xin kết thúc live stream tại đây và cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều đã theo dõi hai chị em từ đầu live cũng như là kết thúc live. Mua hàng thì vẫn có thể để lại số điện thoại như vậy. Chị đừng có xàm, tên gì tên đu. Bye bye, bye bye mọi người. Bye bye mọi người, có rất là nhiều.